14 đối tượng với hành vi gây rối trật tự công cộng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La ra quyết định khởi tố để xử lý nghiêm trước pháp luật. Từ cuối tháng 8 năm 2023, công an huyện Phú Yên nhận thông tin phản ánh của người dân về việc một nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu, quay video, kích động, gây rối trật tự công cộng. Các đối tượng hoạt động trên các tuyến đường thuộc địa bàn thị trấn Phú Yên và các xã lân cận vào khoảng thời gian từ 21 giờ đến 23 giờ. Đặc biệt nhóm này thường chọn đoạn đường có lực lượng cảnh sát giao thông trật tự đang tuần tra kiểm soát để khiêu khích, thách thức lực lượng chức năng. Công an huyện Phú Yên đã nhanh chóng điều tra xác minh làm rõ vụ việc, triệu tập các đối tượng có liên quan, quyết định khởi tố đối với 14 đối tượng có tuổi đời từ 16 đến 19 tuổi về hành vi gây rối trật tự công cộng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phú Yên đang tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra làm rõ.